Hello cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh của Thanh Hương Lạc Lâm. Mình rất vui được chào đón cả nhà trong video ngày hôm nay. Cả nhà ơi, trong video này mình mời mọi người cùng ngắm view thành phố Đà Lạt với chúng mình nhé. Hiện tại thì mình đang ngồi ở cà phê Gia Nguyễn, ngay dốc Hòa Bình của thành phố Đà Lạt. Mời cả nhà cùng uống cà phê với chúng mình nhé. Lâu lâu thì cũng làm mới mình, và lâu lâu thì cũng làm trẻ mình một chút đó cả nhà. Cả nhà ơi, mình ngồi uống cà phê và nhìn view thành phố. Trước mặt mình là một cây hồng rũ quả chĩu nặng và cành đã chĩu xuống đường đi đó cả nhà. Rất là đẹp và dễ thương. Mình rất thích cả nhà. Hiện tại thì mình đang ngồi uống cà phê với em của mình và một người em ở Sài Gòn lên. Cả nhà ơi, lần đầu tiên mình ngồi ở đây để ngắm view thành phố và ngắm xe cộ đi qua lại đó cả nhà. Mình cũng có một cảm giác rất là lâng lâng, dù tuổi thì đã cao. Và sau đó thì chiêu chiêu một vài tấm hình. Chúng mình ngồi nhâm nhi một tách trà. Nhâm nhi tách trà và sau đó thì ra chụp hình sống ảo này cả nhà. Không biết là mọi người thì có thích chụp hình không nhỉ? Riêng mình thì những lúc mà vui, tâm hồn mà phấn khởi, xong là mặc đồ cũng chỉn chu thì cũng rất là thích chụp hình để kỷ niệm đó cả nhà. Đây là út Thủy của nhà mình. Út Thủy là thua mình tới 11 tuổi đó cả nhà. Và em ấy mới từ Tết dịch trở về Việt Nam sau nhiều ngày đó cả nhà. Thì hai chị em cũng chụp mấy tấm để kỷ niệm. Lâu quá rồi cũng chẳng có đứng chung một khung hình vì cách nhau cả nửa vòng trái đất đó cả nhà. Cho nên là có cơ hội thì mình nhà cũng chớp lấy chụp ít tấm hình kỷ niệm và làm video đăng lên cho mọi người xem với chúng mình nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình và chúc mọi người có một buổi sáng tràn đầy năng lượng, thật nhiều niềm vui và cũng lâu lâu đi ra ngoài quán nhâm nhi một ly cà phê và một tách trà để làm mới tâm hồn mình nhé.